Một làm đẹp là công dụng của hoa đậu biếc tươi. Hoa đậu biếc có tác dụng gì làm đẹp chính là công dụng đầu tiên mà chúng ta cần nói đến. Nhờ khả năng hạn chế hoạt động và hình thành các gốc tự do trong cơ thể, nên hoa đậu biếc được nhiều người lựa chọn làm thảo dược giá rẻ để làm đẹp. Hoa đậu biếc giúp làm hạn chế các nguyên nhân gây ra nếp nhăn và khô da. Đồng thời, đậu hoa tím còn giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đó giảm khả năng rụng tóc mang đến cho bạn mái tóc mềm mượt, suôn dày hơn. Hai, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Nhờ khả năng chống oxy hóa cao nên hoa đậu biếc giúp làm giảm tối đa sự hình thành của các gốc tự do, ổn định di thể trong nhân tế bào, tăng cường khả năng nhận diện ung thư của bạch cầu và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình xạ trị. Mặt khác, chất âu tai của đậu hoa tím còn có khả năng ức chế tế bào ung thư một cách ấn tượng. 3. Tốt cho tim mạch. Sử dụng hoa đậu biếc định kỳ sẽ giúp cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành vì nó giúp bảo vệ thành mạch, ngừa sơ cứng mạch máu và giảm huyết áp. 4. Tăng cường hệ miễn dịch. Hoạt chất alhazanin có trong đậu hoa tím có khả năng bảo vệ DNA và lipid peroxidation ion khỏi tổn thương và tăng sản xuất ketokine một chất giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. 5. Tính kháng khuẩn là công dụng của hoa đậu biếc tươi được đánh giá cao. Hoa đậu biếc có công dụng kháng khuẩn in vitro chống lại E, coli, K, neumonia và P, aeruginosa osa tất cả là nhờ vào chất cleotide được tìm thấy trong loài hoa này. 6. Tốt cho người bệnh tiểu đường. Một nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Government Arts của Ấn Độ đã chỉ ra rằng hoa đậu biếc có khả năng làm giảm lượng đường trong máu và không bị tăng trở lại sau khi dùng thuốc. Sở dĩ có kết luận như vậy là vì người ta phát hiện ra hoa đậu biếc có tác dụng gì thông qua hai tác động tích cực cho bệnh nhân tiểu đường mà hoa mang lại: làm ức chế lượng glucose từ thực phẩm vào cơ thể, làm tăng insulin, kiểm soát lượng đường trong máu. 7. Công dụng của hoa đậu biếc tươi với thị lực của bạn. Như đã nói ở trên, hoa đậu biếc có khả năng làm tăng cường máu lưu thông Việc này cũng giúp dòng chảy của máu qua các mao mạch của mắt được cải thiện, bảo vệ và tăng cường thị lực hiệu quả hơn. Đồng thời, hoa đậu biếc còn giúp bảo vệ mắt tránh khỏi những tổn thương do các gốc tự do. Từ đó làm chậm quá trình đục thủy tinh thể, điều trị những tổn thương của võng mạc. 8. An thần, giảm căng thẳng. Theo nhiều tài liệu cổ, hoa đậu biếc có tác dụng an thần, giảm căng thẳng, ngừa trầm cảm hiệu quả. Đây là lý luận của Ayurveda Ấn Độ và Trung Y. 9. Lưu ý khi sử dụng hoa đậu biếc. Bất kể dược liệu nào cũng đều cần phải sử dụng dưới mức kiểm soát theo chỉ định. Với đậu hoa tím cũng vậy. Nhiều khuyến cáo chỉ nên uống 1-2 ly trà hoa đậu biếc trong ngày khoảng 50 bông. Ngoài ra, chất anhaxanin có trong đậu hoa tím có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu, thúc đẩy có bóp tử cung nên những trường hợp sau cần hạn chế dùng, có thai, đang hành kinh, đang chuẩn bị phẫu thuật, đang dùng thuốc chống đông máu. Khi dùng xong hoa đậu biếc thì bạn nên bảo quản ở nơi khô ráo, Thông thường, cách bảo quản hoa đậu biếc tươi sẽ tương đối khó và thời gian bảo quản cũng không được lâu. Thay vào đó người ta sẽ phơi khô loài hoa này, rồi để ở nơi khô ráo mà dùng dần. Trên đây là chính công dụng của hoa đậu biếc tươi mà người người, nhà nhà vẫn đang yêu thích. Còn bạn thì sao? Còn chần chờ gì nữa mà không trổ tài một vài món ăn ngon với hoa đậu biếc tươi thôi nào?